Hello, chào con nhé. Đây rồi, hello con. Hello, Hello con, chào con. Buổi trước thì chúng mình đã cùng nhau học đến tài liệu bản số 1. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu từ bài số 24 đúng không? Right, question 24. Courtney is evaluating the function rules 43x minus 6 for an input of 4. Which of the following tools might Courtney use to determine the output? Justify the selection, then use the tools to solve the problems. Bạn nói là, bạn Courtney thì bạn ấy evaluating, nhà bạn ấy sẽ tính cái quy luật này 43x trừ 6 với input là 4. Which of the following tools? Vậy thì theo con ấy, bạn ấy sẽ nên sử dụng cái phương pháp nào để tính cái này? Real objects, graphing calculator, hay là paper or pen and pencil, bạn nên sử dụng cái phương pháp nào thì tính cái này nó thuận tiện nữa nhỉ? A few minutes later. Ô thầy ơi, cho con hỏi là real object, graphing calculator với paper and pencil là gì ạ thầy? Con okay. Chưa hiểu lắm. Ok, đây ta có một cái quy luật như này được con, 43x - 6 với input là bằng 4. Bây giờ mình muốn đi tìm output thì theo con là bạn nên sẽ áp dụng phương pháp nào? Phương pháp thứ nhất là real objects, có nghĩa là chúng ta sử dụng những cái vật cụ thể, những cái vật trong đời sống, trong đời thật. Rồi, graphing calculators là máy tính, có cần sử dụng máy tính không, hoặc là hay là sử dụng paper and pencils, theo con là dùng cái gì? Paper and pencil. Graphing calculator. Đúng rồi, chỉ cần đơn giản bút và giấy là tính được rồi. 43x - 6 chúng ta thay x bằng 4 mà thôi. Yeah. Right, we use paper and pencils. We substitute x is 4. Chúng ta thay x bằng 4 vào trong cái function rules into 43x minus 6. Right, 43 times 4 minus 6. Substitute là thay nhé con nhé. Thay x bằng 4 vào 43x - 6. Là bằng 166. Đúng rồi. 166 is correct. 166, cảm ơn con. Đây con ơi, thì mình đến với câu số 31 này. Question 31. Paper represents the average amount consumers spend on bike to school merchandise in recent years. How much more did consumers spend on clothing, accessories and shoes than on school supplies? Rồi con suy nghĩ câu 31 nè. 1 hour later. Là 410. Theo Hoàng nghĩ là 410. Các bạn khác có nghĩ sao? 283. Bố bạn ra là bằng 283. Chúng ta có một số từ như là từ average, trung bình, consumer, người mua sắm ấy, người tiêu dùng, merchandise, hàng hóa. Họ hỏi như sau này, cái bảng màu xanh này thì biểu thị cho cái số tiền trung bình khi mà học sinh quay trở lại trường học thì phải mua sắm những cái số tiền này. Khi mà quay trở lại trường học năm học mới này thì sẽ phải đi mua quần áo này, clothing hoặc là accessory đúng này, phụ kiện đúng không? Phụ kiện. Rồi thì là phải mua electronic equipment. Đó nha. Đó, rồi thì phải mua shoes, mua giày mới này. Rồi thì phải mua thêm một số các cái dụng cụ của trường học nữa, school supplies. Thì đây là số tiền mà dành cho những cái hạng mục đó, những cái công việc. Câu hỏi đặt ra như sau này. How much more did consumers spend on clothing, accessories and shoes than on school supplies? Tôi có đọc kỹ câu hỏi và trả lời câu thầy. Clothing and accessories là 146 của thầy. Em đầu tiên 146 ạ. Một bạn ra là bằng 146. 347. Một bạn ra là bằng 347. Chúng ta đang có những đáp án khác nhau ở câu số 31. Con có 337 thầy. Một bạn là Kiên là 337. Alright, để bài hỏi là phần tiền mà dành cho clothing, accessory and shoes thì nhiều hơn bao nhiêu so với cả school supplies? Có cụm từ more than. Đó, thì phần tiền dành cho clothing and accessory và shoes, chúng ta cộng 3 phần này lại nhé. 3 phần này là bằng bao nhiêu tiền nhỉ con nhỉ? Cộng vào nào. 471 đi thầy. Rồi thì xem đúng không nha. Đầu tiên chúng ta cộng cloth and accessory. Nhớ là cloth and accessory là ở chung một dòng nha. Hai cái này chung một dòng. Ở dòng đầu tiên là 219 đấy, 219. Còn shoe là 90. Do vậy là con chỉ cộng 219 cộng 90 thôi, mà không cộng dòng ở giữa nha. Không cộng dòng electronic equipment. Và sau đó họ hỏi là cái phần này này thì nhiều hơn school supplies là bao nhiêu. School supply là 73 đúng không? Alright, ý nghĩa rất. Và do vậy chúng ta sẽ trừ đi 73 để xem là hơn kém là bao nhiêu. Minus 73. Cộng mấy nhỉ? 163. 163 à? Hình như hơi nhỏ. Chưa đúng 236. Sao? 236, đúng. Chính xác, 236 con ạ. $236 is correct. Tại vì sao con ạ? Bài này có một cái bẫy là họ để clothing and accessory là chung một dòng con ạ. Clothing and accessory là chung một dòng là 219. Và họ không hề nhắc đến electronic equipment đâu. Cái dòng ở giữa này này, thực ra đây là thông tin họ cố tình cho thừa để đặt bẫy con. Trong đề bài ấy, câu hỏi ấy, không dùng đến thông tin này. Chỉ dùng đến clothing, accessory và shoe thôi. Đó, và school supply. Cho nên con thật là cẩn thận nhé, chúng ta không cộng 101 đâu. Đáp án chính xác là bằng 236.
Câu 44 này con ơi, xem ai làm được câu này nha. A comic book store sells used comic books are in packages of 5 and new comic books in packages of 3. Right, Keisha buy a total of 16 comic books for her brother, 10, for his birthday. How many packages of new and used comic books did Keisha buy for 10? 2,000 years later. Hai quyển nhiều, hai tập nhiều và... Bốn túi này, bốn túi này ơi. Hai bạn tập là... new và hai tập cũ ạ. Rồi, một bạn cho rằng là hai tập mới và hai tập cũ. Túi. Rồi, một bạn bốn là bốn. Ok. We'll check two new and two used. Thử xem nhé. Họ nói là một cái cửa hàng bán truyện tranh ấy thì bán những cái bộ truyện bộ sách đã qua sử dụng rồi. Used comic books và bán theo những cái gọi là những cái hộp, những cái kiện hàng. Mỗi thùng sẽ có 5 quyển sách cũ. Nếu mà chuyện mới ấy, new comic books thì bán là mỗi thùng là sẽ 3 cuốn mới thôi. 3 cuốn mới. Đúng rồi thầy. Hai cũ và hai mới. Rồi chúng ta xem đúng không nha. Thì bạn Keisha, thì bạn ấy mua tổng cộng là 16 cuốn truyện tranh cho em trai tên là Trans vào sinh nhật của bạn ấy. Vậy thì đã có bao nhiêu cái kiện hàng mới và cũ đã được Keisha mua cho em Trans? Đúng nha. Hai và hai. Rồi thì xem đúng không nha. Nếu mà 2 mới thì là 2 nhân với 5, 2 times 5, 2 times 3, chính xác mà 16 thật. Đó. Thì chủ yếu các bạn này có lưu ý cái cụm từ là in packages of 5, có nghĩa là gọi là bán theo các cái thùng hàng, mỗi thùng có chứa 5 cuốn ở bên trong. Đó, thì họ dùng cụm từ là in packages of 5. Và thực ra con biết không, đáp án của bài này đã được cho ở bên dưới. Con biết rồi thầy. Cái con này, cái bài này ấy, thì họ giải bằng cách như sau, là họ kè bảng con ạ. Wow. Ví dụ là một cái bộ mới và một bộ cũ thì sao? 8 cuốn. Một bộ mới và hai bộ cũ thì sao? 13 cuốn. Hai bộ mới và một bộ cũ thì sao? 11 cuốn. Hai bộ mới và hai bộ cũ thì sao? 16 cuốn. Đúng nhỉ? Tức là bài này họ làm cái kiểu phương pháp thử, con, phương pháp kiểm thử. Thế cho mình sẽ đến với bài toán bàn tay ma quái. Xương người này. Đây. Rồi đúng rồi, bàn tay ma quái như sau. Each hands in the human body has 27 bones. There are 6 more bones in your fingers, right? In your fingers than in the wrist. There are 3 fewer bones in your palm than in your wrist. How many bones are in each part of your hands? A few moments later. Cái bài này khó hết này con này. Cái bài này như sau nhá. Con ok cho xem đúng 66 không này. Họ nói là đầu tiên có một số từ nào? Từ xương, bone, xương, fingers, ngón tay, wrist, cổ tay. Thì đề bài nói như sau, mỗi cánh tay của chúng ta thì có 27 cái xương. Ngón tay, các ngón tay có nhiều hơn 6 cái xương so với cả cổ tay. Và cái lòng bàn tay thì có ít hơn 3 xương so với cả cổ tay. Hỏi mỗi phần trên cánh tay có bao nhiêu cái xương? Ốp phú ra kết quả bao nhiêu thầy, con vừa đi nên con biết. 14 này, 8 này và 5, 14, 8 và 5. Ít thế. Ừ, phú ra như vậy. Ít thế thì con thấy 27 cái xương, con nó lấy đâu là 18 thầy. Ừ. 18. Thầy dịch lại đề bài này. Mỗi cánh tay của chúng ta sẽ có 27 cái xương tổng cộng. Và ở các ngón tay fingers thì có nhiều hơn wrist là cổ tay 6 cái xương. Các ngón tay nhiều hơn wrist 6 xương. Ở phần palm là lòng bàn tay. Lòng bàn tay thì có ít hơn cổ tay là 3 cái xương. Hỏi mỗi phần trên cánh tay có bao nhiêu chiếc xương? Con ơi, sẽ có ba thứ. Đó hình là... như đáp án còn đúng ấy thầy. Ok, xem nào, tụi mình xem nha. Bài này con nên làm cách vẽ sơ đồ con ạ. Fingers, rồi. Đó, thì họ nói như sau. Finger thì nhiều hơn wrist là 6 chiếc xương. Đó, đúng không? Rồi, palm thì ít hơn wrist là 3 chiếc. Ít hơn 3 chiếc. Con đang khoảng 5, 8, 14 ạ. Rồi, một bạn ta 5, 8, 14. Đó, bây giờ con sẽ... 5, 8, 14. Rồi, chúng ta có tổng là bằng 27. Tổng bằng 27. Giống con mà. Theo con, bài này chúng ta giải làm thế nào để tìm được mỗi đoạn dài bao nhiêu nhỉ? Làm nào để tìm được. Con thầy. Con nữa. Con lấy 27 trừ 6 cộng 3 thầy. Con lấy 27 trừ 6 cộng 3 xong rồi chia cho 3. Xong rồi wrist là được 8. Con lấy wrist cộng 6 lên được 14. Ồ. Xong rồi con lấy wrist trừ 3 ra 3. Ok, cách làm của bài này ấy, là con sẽ thêm đúng nhỉ? Chúng ta sẽ thêm, ví dụ như là wrist đang mình sẽ cộng thêm 6 vào wrist chẳng hạn. Cộng thêm 6 chiếc xương vào wrist. Cộng thêm 6 cái, đúng không nào? Để cho nó dài bằng fingers. Tương tự như vậy chúng ta sẽ cộng thêm palm
Palm cộng thêm 9. Phải. Đúng rồi, chính xác. Palm vậy cộng thêm thì 9. Palm thì ít nhất cũng phải có 1 đúng không thầy? Đó, và chúng ta sẽ tính được tổng tổng mới bây giờ bằng bao nhiêu nhỉ? Khi mà mình cộng thêm tổng mới bằng bao nhiêu ta? Hôm nay là 42 đúng không? Tổng tổng cái này thì 42 đúng rồi. Chính xác 42. Sau khi con tính được tổng mới 42, bây giờ làm nào bây giờ nhỉ? Chia 42 chia cho 3 thầy. Đúng rồi. Sau đó trừ lần lượt thôi ạ. Rồi, 42 chia 3 thì được gì nhỉ? Thì được finger ạ. Chính xác, bởi vì bây giờ ba đoạn này dài bằng finger hết nên là 42 sẽ bằng tổng của 3 lần fingers. Đó, và chúng ta dễ dàng tính được 1 lần fingers bằng 42 chia cho 3 là bằng bao nhiêu nhỉ? 14 thầy. One finger is 14. And then we find wrist equals 14 minus 6 equals 8. And we find palm. Chính xác. Thế nhưng mà con có cách khác thầy. Wow. Bây giờ con lấy 27, con trừ cho 6 xong con cộng cho 3. 27 trừ 6 là 3. Ừ. Rồi con chia cho 3. Ừ, thì được gì nhỉ? Ra 8 là wrist. Đúng rồi. Rồi con cộng 6. Đúng rồi. Nó ra 14, còn trừ 5 nó ra. Con trừ 3 ra 5. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta sẽ làm theo cách của Phú này. Cách của Phú là bây giờ chúng ta sẽ biến ba đường thẳng này không phải thành fingers nữa, mà bây giờ chúng ta làm như sau con ơi. Biến ba đường thẳng này thành wrist bằng cách là bây giờ fingers bỏ bớt 6 cái xương đi, bỏ bớt 6 cái xương này đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Nhặt trừ 6. Đúng rồi, palm thì cộng 3, chính xác. Palm cộng 3, cộng 3 vào đây. Đó. Con sẽ tính được tổng mới. Tổng mới bằng bao nhiêu nhỉ? Dạ 24 thôi. 20. Ừ thầy. Đúng rồi, chính xác. 24 nha, 24. 24, 30 đâu? 24 này thì bằng mấy lần đoạn gì nhỉ? Bằng đúng rồi. 3 lần đoạn wrist. Chính xác, bằng 3 lần đoạn wrist. Và con dễ dàng tính được 1 lần đoạn wrist bằng 8. Đó, và chúng ta tính được cái này cộng với 6. Cộng 6 lên làm ra cái đoạn fingers 14. Đúng nhỉ? Và đoạn palm là bằng 5. Thì đại loại thì nó có nhiều cách làm con. Quan trọng nhất là mình cộng trừ thêm bớt thế nào đó để cho ba đoạn này có độ dài là bằng nhau. Khi nó bằng nhau rồi thì mình sẽ tính nó dễ hơn. Ok, câu số 7 nè con ơi. Question 7. Alright, Miss Collins is buying sandwiches for the 10 students in the test club. If she bought at least one type of sandwiches and spent a total of $34, how many of each sandwich did she buy? One eternity later. Thầy ơi, con phải bắt buộc có 3 loại hả? Chính cái 2 cái baguette và 1 cái baguette và 7 cái Italy. Ok, thì mình kiểm tra xem đúng không nha. Họ nói là như sau này. Cô giáo Collins thì cô đã mua chiếc bánh sandwich cho 10 học sinh của cô ở trong câu lạc bộ cờ vua. Nếu như mà cô ấy mua ít nhất mỗi loại một chiếc, at least one of each type, mỗi loại một chiếc, và cô đã tiêu tổng cộng là $34. Hỏi cô ấy đã mua bao nhiêu chiếc sandwich mỗi loại, có 10 học sinh nhỉ? Rồi quang ra là 3, 2 và 4. Vẫn sai. Có vẫn nó tổng nó bằng 9 mà trong khi đó có 10 học sinh, vậy rốt cuộc đứa nào ăn đứa nào nhịn. 1 hour later. Rồi thử nhá, 3, 2, 5 này. 2 và 5. Thế này đúng không? 15. Rồi. Nhân 13 là $15 luôn rồi. Ờ đây là 12 đô này. $7 bởi 2. Đây là 15 đô này. Trên là 7 đô ạ. Giữa là 7 đô này. Cộng vào xem có đúng là 34 đúng không? 20. Đúng 34 đúng rồi. Đúng luôn rồi, đúng luôn. Nếu mà đúng thì là số lượng đúng ở đây các bạn ạ. 3 cái Italians, 2 cái roast beef và 5 cái veggie, chính xác. Rất tuyệt vời. Đó các bạn nhé. Đó, kết quả đúng là như vậy. Rồi, ok, con sẽ làm thầy bài số 5 nè. Alright, among Carvin, Lance and Harry, one works as a doctor. The other two men works as a teachers and an army officers. About their job, Henry is older than the army's officers. Carvin is not the same age as the teachers. The teacher is younger than Lance. Rồi, con hãy tìm nghề nghiệp của từng người. 2 hours later. Con xong luôn rồi thầy ơi. Rồi, một bạn đã xong. Con rồi, luôn rồi ok như thế nào nào? Con thấy kết quả là gì nào? Kết quả là như nào nào? Doctor là Calvin. Rồi, chúng ta xem đúng không nha. Doctor. Con. Doctor là Calvin thầy ạ. Ok, xem nào. Doctor Calvin. Con là bác sĩ này. Rồi, tiếp tục gì nữa nào? Teacher, con ra là Leon ạ. Alright, Leon là teacher hả? Leon is... Không. Không ạ. Henry, Henry à? Đúng rồi thầy, Henry là teacher. Ok, teacher phải Henry. Thầy thử thế nào, ok. Rồi, gì nữa nào? Có bạn còn lại. Leon là army officer ạ. Ok, cho sẽ đúng không nha. Đề bài nói như sau. Henry thì nhiều tuổi hơn army officers. Kevin với lại Leon đổi ngược kề lại. Rồi, Kevin đúng với rồi Leon rồi. Đổi ngược kề. Kevin là army officer, còn Leon là doctor. Henry thì nhiều tuổi hơn army officers. Henry thì nhiều tuổi hơn army officer. Do vậy, Henry sẽ không phải là army officer. The teacher is younger than Leon. Leon không phải teacher.
Tiếp tục, the Calvin is not the same as teachers. Calvin cũng không có tuổi bằng với teachers. Do vậy teacher chỉ có thể là Henry thôi. Teacher là Henry. Và khi teacher là Henry rồi thì doctor, Henry không phải là doctor. Teacher thì trẻ hơn Leon. Teacher thì trẻ hơn Leon. Chúng ta xem đúng không nhá. Leon là doctor này. Thử xem đúng không nhá. Xong rồi, khi đó thì army officer là Calvin. Thầy ơi, thầy muốn tìm Leon hoặc là Calvin thì thầy dựa vào Henry á thầy. Dựa vào Henry để tìm. Đúng rồi thầy. Họ nói là Henry thì nhiều tuổi hơn army officer. Như vậy là thầy cho mình sẽ thay chữ Henry này bằng chữ teacher được không? Teacher này. Teacher. Đó. Teacher thì nhiều tuổi hơn army officers. Vẫn cần một cái gợi ý nữa, vẫn cần một cái suy luận nữa để biết được chính xác Calvin và Leon là gì. Chỗ này nhá, Leon là doctor này, con thay chữ doctor vào đây. Thì có phải ta có là gì? Giáo viên thì nhiều tuổi hơn army officer. Và giáo viên thì ít tuổi hơn doctor. Rất là hợp lý đúng không? Đó, do vậy Leon phải là, đúng rồi, Leon phải là doctors. Đó, Leon is doctors. Chính xác. Và thầy cho mình sẽ tìm được nốt người còn lại. Tức là đến cái bước cuối cùng thì con sẽ hơi thử một chút thôi. Mình sẽ thử trường hợp một tí. Đó. Nếu mà mình thử đúng ấy thì nó sẽ không ra điều mâu thuẫn. Nhưng nếu mà mình thử sai ấy thì nó sẽ ngay lập tức là nó sẽ ra một cái điều mâu thuẫn không thể đúng được. Và con ơi thì có lẽ là chắc là đây cũng sẽ là bài cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Đúng rồi. Thầy cho mình sẽ gặp lại nhau vào tối chủ nhật tuần này nhé. Bye bye con. Nghỉ ngơi sớm nhé. Bye bye.